Dịch vụ nhà rẻ Đắk Nông trân trọng kính chào quý bà con cô bác nhé. Hôm nay nhà rẻ Đắk Nông xin gửi đến quý bà con cô bác một mảnh đất đông đặc tiêu và cà tơ nhé. Rất chi là đẹp luôn. Đất thì bằng phẳng tuyệt đối nhé quý bà con. Đây, phía trên này là chủ nhà trồng sen cà tơ với tiêu nhé. Xin thông báo với quý bà con là mảnh này có diện tích là 1,3 hectare nhé. Có 80 mét mặt đường bê tông, đường nhựa lên xã nhé. Đấy, tiêu khá là đẹp. Mảnh đất 1,3 hectare này là thuộc thôn Đắk Quanh 3, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé. Từ đây đi ra trung tâm chợ, trường học, ủy ban là mất 3 km nhé. Toàn bộ là đi đường nhựa lớn hết. Đi đường nhựa lên huyện này. Đấy. Đây là tiêu nhé. Tiêu phủ dụ thu chính này. Đây là đường đi đi xuống rẫy nhá. Xin thông báo thêm với quý bà con là mảnh này là có view hồ nhé quý bà con. Ôm chân hồ này. Thế đất nở hậu rất là đẹp. Đất khá là bằng phẳng nhé. Đất đỏ Ba Giang. Đây là tiêu này. Tiêu sen với cà phê. Mảnh này là tiêu khoảng được 1.000 trụ tiêu nhé. 1.000 nọc tiêu. Trụ gỗ hết nhé. Tiêu rất đẹp. Dàn cà phê cũng rất chi là đẹp nhé. Cà dây này. Như mảnh vườn này thì xe ô tô, xe con là có thể xuống tận chân hồ luôn. Đường ủi lớn rồi. Đường cấp phối lớn là xuống chân hồ nữa nhé. Rất chi là đẹp. Đất thì thuộc trung tâm xã Đắk Nờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé. Từ đây đi lên thành phố Gia Nghĩa là mất 34 km nhé. Nói chung là đường xã là rất thuận tiện. Đây mình xuống quay hồ cho bà con xem nhé. Đây, phía đây là hồ này. Phía dưới là toàn bộ là hồ nhé. Mặt hồ rộng khoảng 100 mét mặt hồ nhé. Đấy. Phía cái bờ trắng trắng kia là đường nhựa nhé. Đường nhựa đi ngang chân đập. Khu dân cư đông đúc. Đấy. Rất chi là đẹp. Nhìn nhìn hồ này là nhìn giống rất giống sông Bạch Đằng. Xung quanh khu vực này là tiêu rất tốt nhé. Cây cối là rất thuận. Mảnh này xin thông báo với quý bà con là cũng khá là khuất gió nhé. Khuất gió tuyệt đối. Thuận lợi để trồng các loại cây ăn trái như là sầu riêng, bơ, mít. Bây giờ mình sẽ lên quay mặt đường xã cho quý bà con xem nhé. Đây phía trên này là giáp đường nhé. Có 80 mét mặt đường bê tông lớn nhé. Rất chi là đẹp. Bằng phẳng luôn. Đây. Nhìn là rất ngây luôn. Có một ngôi chòi nhỏ ở trên rẫy nhé. Đây. Mảnh này thì có thể lên thổ cư được, làm đất nền được. Nói chung là thế đất là thế đất dương nhé. Dương và nở hậu rất chi là đẹp. Từ đây đi ra cây xăng
chợ trường học là trung tâm xã Rung thì mất 3 km, còn đi qua chợ trường học, chợ nhỏ, chợ thứ hai của xã là mất khoảng 1 km. Đây là đường đi ngang qua rẫy nhá. Đường rất lớn, đường bê tông lớn này. Rất đẹp đúng không? Quý bà con nào mà có nhu cầu về mảnh đất này thì xin liên hệ đến dịch vụ nhà rẫy Đắk Nông qua số điện thoại là 0359 048 555. Đấy, kia là tiêu nhé. Toàn bộ là tiêu của nhà mình nhá. Trân trọng cảm ơn quý bà con, cô bác đã theo dõi video nhé.